Những ngày cuối năm 2022 lại thêm một chiến công mới của lực lượng bộ đội biên phòng Đà Nẵng trong công tác đấu tranh chống tội phạm, thu giữ một số lượng lớn các chất ma túy. Trước đó thực hiện được cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2022 tại tổ 2, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng Hải Vân, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp với đoàn 2, cục phòng chống ma túy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng bắt giữ đối tượng Dương Đức Quyết, sinh năm 1994, trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Tăng vật thu giữ gồm 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá và một xe ô tô biển kiểm soát 43C22963. Điều tra truy xét danh đối tượng được biết trước đó tại thành phố Huế, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng phối hợp với công an thừa Thiên Huế đã bắt giữ 2 kg ma túy dạng đá do đối tượng Dương Đức Quyết giao cho đối tượng Đặng Minh Trí, sinh năm 1999, trú tại phường Xuân Thủy, thành phố Huế. Hiện nay các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.